Kính thưa quý vị, khi Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam và ký kết đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam như bừng tỉnh, mở ra một cơ hội mới cho nền kinh tế xưa nay vốn ấp ủ chờ đợi những dự án giúp kinh tế Việt Nam thực sự cất cánh cho một xã hội mới với tiềm năng kinh tế vượt trội so với các nước trong khu vực. Bên cạnh những dự án về giáo dục, môi trường, điện gió cũng như nhiều lĩnh vực khác, chúng ta chú ý nhất là chương trình sản xuất chip bán dẫn mà Mỹ hứa sẽ giúp đỡ đào tạo chuyên viên cũng như khuyến khích nhiều công ty lớn của Mỹ sẽ có mặt trong thời gian ngắn sắp tới. Chip bán dẫn là một ngành vô cùng tiềm năng mà Việt Nam được nhiều quốc gia khác kỳ vọng bởi vị trí thuận lợi, lao động dồi dào và đặc biệt trữ lượng đất hiếm lên tới 22.000 tấn và chỉ đứng sau Trung Quốc. Đây là cơ hội đáng kinh ngạc của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Từ khi nghe thông tin Intel không tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy tại Việt Nam đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, sự thất vọng đó đã không kéo dài lâu vì không mở thì chợ vẫn đông. Chúng ta còn nhiều nhà đầu tư lớn hơn đang rất mong muốn có cứ điểm tại Việt Nam. Đó chính là công ty Nvidia, công ty sản xuất chip đắt giá nhất thế giới với trị giá thị trường gần 1,2 nghìn tỷ USD. Và mới đây nhất, chiều ngày 10 tháng 12, tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Jensen Huang của Nvidia đã khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới. Vậy tập đoàn này lớn cỡ nào? Nội dung chính của cuộc gặp này là gì? Và Việt Nam sẽ được lợi như thế nào? Nếu có được sự hợp tác lần này thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Một trong ba công ty, hoặc cũng có thể là cả ba công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất của Việt Nam, bắt tay với công ty chip lớn nhất Nvidia của Mỹ, tạo đột phá đầu tiên sau khi Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Như chúng ta đã biết năm vừa qua, khi vốn đầu tư FDI của Trung Quốc và Việt Nam tăng gấp đôi, thì ở chiều ngược lại, đối tác của Việt Nam ở nửa kia bán cầu là Mỹ lại có xu hướng giảm sút, trái ngược với những tuyên bố hùng hồn về ưu tiên Việt Nam của Tổng thống Biden. Việc đích thân chủ tịch của Nvidia bay sang thẳng qua Việt Nam đặt vấn đề hợp tác có thể là phát súng đầu tiên góp phần hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ cũng như mối quan tâm sâu sắc của Việt Nam đến ngành chip bán dẫn. Nvidia là tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới, mong muốn thiết lập trung tâm cứ điểm tại Việt Nam. Vậy Nvidia là tập đoàn lớn tầm cỡ như thế nào? Sự bùng nổ AI đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới, có giá trị hơn 1.200 tỷ USD. Tập đoàn có hơn 27.000 nhân viên, đạt doanh thu 27 tỷ USD trong năm tài chính 2023. Theo nhật báo Anh, The Telegraph cho biết, Nvidia vừa tiết lộ lợi nhuận hàng quý của công ty này trong năm 2023 đã tăng lên mức đáng kinh ngạc 843%, từ 656 triệu USD lên tới 6,2 tỷ USD. Doanh thu từ hoạt động của trung tâm dữ liệu phản ánh nhu cầu về chip trí tuệ nhân tạo AI tốt nhất thị trường của Nvidia đã tăng 141% chỉ sau 3 tháng, vượt qua cả kỳ vọng của phố Wall. Ông Jensen Huang là người Mỹ gốc Đài Loan, giám đốc điều hành và là người sáng lập chính của Nvidia, có trụ sở tại bang California, Mỹ, luôn có tham vọng lớn. Công ty quyết định tập trung vào trò chơi điện tử từ những năm 1990, khi ông Huang nhận thấy nhu cầu về đồ họa máy tính ngày càng lớn. Đồng thời, ông cũng đoán trước được nhu cầu về chip lớn hơn rất nhiều khi trò chơi ngày càng gần thế giới thực hơn. Khi giá cổ phiếu của Nvidia đạt 100 USD trên một cổ phiếu, ông Huang đã xăm logo của công ty lên cánh tay. Nhưng ông cũng không thể nghĩ cuộc đổ xô vào AI đã mang tài sản cá nhân của ông lên 42 tỷ USD. Công việc của Nvidia về đồ họa máy tính vào những năm 1990 đã dẫn đến việc phát minh ra bộ chip xử lý đồ họa GPU, một loại vi mạch dành riêng cho các hoạt động tin học và game video trên máy tính. Nvidia đã phát triển mạnh hơn trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử vào năm 2017 và năm 2021, khi các bộ chip xử lý của nó tỏ ra hỗ trợ rất tốt trong việc đúc Bitcoin mới. Nó cũng tạo ra một làn sóng phấn khích ngắn ngủi xung quanh Metaverse thực tế ảo do tỷ phú Mark Zuckerberg đứng đầu. Tuy nhiên, sự bùng nổ AI đã làm lu mờ tất cả những cái trên. Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT và Google Bard yêu cầu hàng nghìn GPU cho cả quá trình huấn luyện ban đầu và cho các tương tác tiếp theo, được gọi là suy luận. Hiện nay hầu hết công ty và chính phủ đều đang nỗ lực vào đầu tư AI. Amazon, Microsoft và Google
những công ty vận hành các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây khổng lồ, nơi mà các mô hình AI thường vận hành, đang đặt hàng chip bán dẫn trị giá hàng tỷ USD với Nvidia. Ở một mức độ nào đó, chip trò chơi điện tử của Nvidia rất phù hợp với AI. Ngày nay công ty này phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ sản xuất chip AMD và Intel. Tuy nhiên, Nvidia lại có khởi đầu thuận lợi đến mức từ Nvidia gần như đồng nghĩa với AI. Ông Huang cho biết đã có điểm bùng phát khi các công ty chuyển hướng đầu tư nhiều hơn vào công nghệ AI. Một kỷ nguyên điện toán mới bắt đầu. Nhu cầu đến với chúng tôi rất lớn, ông nói. Cổ phiếu Nvidia đã tăng 245% trong năm 2023. Mức tăng trưởng cao hơn so với bất kỳ thành viên nào trong S&P 500. Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia hiện ước tính 1.200 tỷ USD, trở thành công ty Mỹ có giá trị thứ 5 sau Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon. Jacko Bauner, nhà phân tích tạp chí Intelligence cho biết, phần cứng của Nvidia đã trở nên không thể thiếu đối với nền kinh tế do AI điều khiển. Vậy, nội dung cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch tập đoàn Nvidia là gì? Trong tháng 9 năm 2023, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm trụ sở Nvidia, mời ông Jensen Huang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Đáp lại lời mời của Thủ tướng, chỉ sau chưa đầy 3 tháng, Chủ tịch Nvidia đã đến thăm Việt Nam. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Nvidia, Thủ tướng cho biết rất coi trọng chuyến làm việc của ông Huang, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ cao đối với Việt Nam, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Biden, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và những thỏa thuận hai bên đạt được trong chuyến công tác của Thủ tướng tại Hoa Kỳ vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới quan trọng trong quan hệ hai nước. Do đó, cần tập trung nguồn lực trí tuệ, ưu tiên một số lĩnh vực là trọng tâm của Việt Nam, đặc biệt ngành công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã có văn bản hợp tác tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Thủ tướng, đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế, phù hợp với tố chất của người Việt Nam. Việt Nam hiện có khoảng 6.000 kỹ sư trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chất lượng cao từ nay cho tới năm 2030, trong đó ưu tiên đào tạo các kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn. Mặt khác, Việt Nam có gần 30.000 sinh viên sang học tập tại Hoa Kỳ mỗi năm, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á, đứng trong top 5 các nước có nhiều du học sinh nhất tại Hoa Kỳ. Cùng với đó, đang có khoảng 2,2 triệu Việt kiều tại Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị Nvidia xác định tầm nhìn chiến lược lâu dài trong việc hợp tác, đồng hành hỗ trợ Việt Nam xây dựng, thực hiện chiến lược bán dẫn quốc gia, phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn ở cả 3 công đoạn là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói kiểm thử. Trong đó, tập trung hợp tác đầu tư hạ tầng, xây dựng các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm thiết kế, phát triển sản xuất chip bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao và chương trình đào tạo kỹ sư bán dẫn tại Việt Nam. Chủ tịch Nvidia, ông Huang bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm, nhất là phong cảnh tươi đẹp, con người thân thiện và hương vị cà phê thơm ngon. Ông cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ tạo điều kiện nền tảng rất thuận lợi cho các hoạt động hợp tác và lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông đánh giá cao tiềm năng, cơ hội lớn và chiến lược tầm nhìn, cách tiếp cận rất rõ ràng, trọng tâm đầu tư hạ tầng của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Và đặc biệt và nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực này, đây là nguồn tài nguyên lớn. Việt Nam đang đứng trước thời khắc quan trọng trong quá trình phát triển. Nếu thành công trên con sóng bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Việt Nam sẽ thành công trong những khâu, lĩnh vực quan trọng nhất của công nghiệp, công nghệ. Người Việt Nam rất giỏi về toán. Việt Nam có năng lực phần mềm tốt và đang có vị trí rất tốt để phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Nvidia đánh giá. Và ông cho biết Nvidia đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Với quan điểm coi Việt Nam là ngôi nhà của mình, ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới. Qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, thiết kế, phát triển các siêu máy tính, sản xuất phần mềm của tương lai, góp phần vào tương lai số hóa của Việt Nam.
Nvidia rất hân hạnh có thể tham gia vào quan hệ đối tác với Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn những đánh giá và cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch Tập đoàn Nvidia, cho biết Việt Nam sẽ thành lập tổ công tác để triển khai, thúc đẩy các thỏa thuận, nội dung hợp tác giữa hai bên do chính Thủ tướng làm tổ trưởng. Trong ngày 7 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp ông John F. Fow, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ SIA và các lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ như Intel, Qualcomm, ADM sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam đã và đang thu hút ngày càng nhiều các tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn trên thế giới và đặc biệt là các tập đoàn của Hoa Kỳ. Vậy đến đây chúng ta đặt câu hỏi, việc hợp tác với công ty Nvidia thì mang lại điều gì cho Việt Nam của chúng ta? Việc hợp tác với công ty Nvidia mang lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam về cả kinh tế, xã hội và công nghệ. Về kinh tế, hợp tác với Nvidia sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm đầu tư nước ngoài, tạo thêm việc làm và tăng trưởng kinh tế. Nvidia là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới với giá trị vốn hóa hơn 1.200 tỷ USD. Việc Nvidia đầu tư vào Việt Nam sẽ giúp thu hút thêm các công ty công nghệ khác đến Việt Nam, tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, hợp tác với Nvidia cũng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Về xã hội, hợp tác với Nvidia sẽ giúp Việt Nam phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, ô tô và chăm sóc y tế. AI là một công nghệ mang tính đột phá, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp nâng cao hiệu quả, hoạt động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc hợp tác với Nvidia sẽ giúp Việt Nam phát triển các ứng dụng AI, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về công nghệ, hợp tác với Nvidia sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Nvidia là một công ty tiên phong trong lĩnh vực chip máy tính và trí tuệ nhân tạo, nên việc hợp tác này sẽ giúp cho các nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam tiếp cận với công nghệ mới, nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghệ cao. Ngoài ra, Việt Nam có cơ hội được chuyển giao công nghệ dần từng bước trong việc làm chủ việc sản xuất chip với việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, hỗ trợ và đội ngũ kỹ sư thiết kế chip, kỹ sư điện tử. Việt Nam có thể dần nâng bậc và tham gia sâu hơn vào những công đoạn trong chuỗi giá trị vi mạch bán dẫn. Hầu hết mọi khía cạnh của xã hội hiện đại đều cần đến chất bán dẫn. Nếu thành công trong ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam sẽ chân vào được chuỗi cung ứng của các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như thiết bị truyền thông, máy tính, thiết bị y tế hay thiết bị quân sự. Làn sóng mới này là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam. Không một quốc gia nào tụt lại phía sau về AI mà có thể phát triển được. Chính vì vậy, Việt Nam cần tận dụng lợi thế của AI để nắm giữ và phát triển trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt, đây là thời cơ của chúng ta. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ông Huang, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Nvidia nhận định: "Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ là quê hương thứ hai của Nvidia, là trung tâm lớn nhất của chúng tôi trên thế giới. Chúng tôi dự định sẽ thành lập pháp nhân tại Việt Nam để tận dụng lợi thế của làn sóng mới này." Ông cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng số hóa khi đa số người dân đã sử dụng được điện thoại di động. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có kỹ sư phần mềm và họ đã sẵn sàng nhảy bước tiến mới về AI. Việt Nam cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ dành cho một Việt Nam AI, trí tuệ nhân tạo và số hóa. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự ủng hộ của Chủ tịch Nvidia đối với sự phát triển ngành bán dẫn, công nghệ, trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng đây là cơ hội nghìn năm có một cho Việt Nam và Việt Nam phải đón lấy cơ hội này. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư. Kính thưa quý vị, đây chính là một tin vui đối với Việt Nam của chúng ta. Trong chuyến thăm và làm việc tìm kiếm cơ hội hợp tác lần này của Nvidia tại Việt Nam sẽ là một sự hợp tác với một trong hai công ty của Việt Nam, đó là Viettel hoặc FPT. Cũng không ngoài trừ việc Nvidia sẽ triển khai một nhà máy tại Việt Nam trong tương lai gần. Trong tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023 mới đây tại Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Mỹ sớm tháo gỡ việc xếp hạng Việt Nam trong nhóm nước hạn chế hỗ trợ hợp tác với chip, chất bán dẫn khi phát biểu tại San Francisco.
hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, từng được Tổng thống Mỹ Biden nêu khi thăm Việt Nam hồi tháng 9, tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Sau đó cũng đề cập tới hợp tác sản xuất chất bán dẫn chip và lĩnh vực công nghệ cao. Hai nước cũng tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn. Trong đó chính phủ Mỹ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu với giá trị là 2 triệu đô la Mỹ cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Để hợp tác này hiệu quả, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Mỹ cần quan tâm công nhận cơ chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam bằng quyết sách chính trị, không nên theo quy định một cách cứng nhắc. Cùng với đó, Mỹ cần sớm tháo gỡ việc xếp hạng Việt Nam trong nhóm nước hạn chế hỗ trợ hợp tác về chip, chất bán dẫn. Việt Nam cũng mong muốn Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo như thống kê của Mỹ, doanh thu chip từ Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng gần 75% trong đầu năm, đạt 562,5 triệu đô la Mỹ vào tháng 2. Việt Nam cùng một số nước khu vực châu Á lọt vào top thị trường tăng trưởng mạnh nhất. Theo Bloomberg, số liệu từ công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ Technavian cho thấy thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng đến 6,11 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 để tăng lợi thế trong thu hút các nhà đầu tư Mỹ vào công nghiệp bán dẫn chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 đang được xây dựng với trọng tâm là đẩy mạnh việc tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực, thu hút các doanh nghiệp trên toàn cầu. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề hợp tác này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!